Đây thì mọi người có thấy kết quả vừa mới thực hiện xong của bác sĩ Quang. Thì dòng túi hôm nay mà khách hàng lựa chọn là dòng túi Modeva, mà được rất là nhiều các bạn tin dùng thêm một lựa chọn nâng ngực. Thì hôm nay khách hàng đã lựa chọn nâng ngực bằng cái đường dưới chân ngực ha. Thì mọi người có thấy là cái đường sẹo rất là nhỏ, một miếng băng keo cá nhân là có thể che lại rồi. Thì khách hàng của chúng ta hôm nay đã sử dụng hormone được cũng khá là nhiều năm rồi, thì bây giờ là bạn ấy đã quyết định là thực hiện nâng ngực để có thể hoàn thiện hơn cái cơ thể của mình và tiến gần hơn với cái ước mơ trở thành người phụ nữ thật sự của mình nữa. Đó thì mọi người thấy sau chỉ khoảng 45 phút trong phòng mổ thôi là mình đã có một cái vòng ngực rất là nhô cao và vung đầy. Thì trước đó cái thể trạng của hàng rất là ốm, dù là mình tiêm hormone nhiều năm nhưng mà cái phần mô mỡ ngực của mình nó cũng không thể phát triển được, và bắt buộc chúng ta phải cần để can thiệp phẫu thuật mới có thể cải thiện được cái kích thước vòng một của mình. Kết quả như mọi người thấy ở đây rất là đẹp luôn ha. Đây thì bây giờ mọi người nhìn thấy cái góc ở trên cao xuống đây từ góc thẳng nè, là mình vẫn có thể thấy được cái độ sexy và quyến rũ của vòng ngực này, không hề lộ túi luôn. Và sau khi phẫu thuật hôm nay xong thì khách hàng sẽ được mặc áo định hình ngực, thì cái áo định hình nó sẽ ép hai cái vòng ngực của chúng ta vô và tạo ra một cái đường khe sexy và quyến rũ hơn nữa. Đây, bây giờ là một cái mới kết quả vừa mới làm xong luôn, nhưng mà mình thấy rất là hoàn hảo rồi ha, nó khá là tròn đầy và đều, hai bên mình nó không có sự chênh lệch gì cả. Đây mọi người ha. Thì với những cái ca phẫu thuật mà nâng ngực như thế này thì các bạn sẽ được thực hiện trong môi trường bệnh viện, và mình được gây mê hoàn toàn luôn. Trong lúc làm là mình sẽ không có cảm thấy đau đớn hay là mệt mỏi gì cả, và tới khi tỉnh dậy là mọi người đã xong rồi, là chúng ta có một kết quả rất là hoàn hảo. Và hôm nay là khách hàng sẽ nghỉ lại bệnh viện trong vòng một đêm, thì cho tới ngày mai là mình đã quay trở về được rồi. Những ca phẫu thuật nâng ngực như thế này thì chúng ta sẽ rất là nhanh hồi phục và có thể quay trở về rất là sớm, cho nên mọi người có thể yên tâm, dù là mình rất là bận rộn mà không có quá nhiều thời gian ha. Đặc biệt khi đến với Bangkok thì các bạn sẽ có một đội ngũ nhân viên y tá luôn luôn bên cạnh túc trực theo dõi và chăm sóc hay băng vết thương cho mình hàng ngày, cũng như là dặn dò những cái lưu ý sau phẫu thuật nữa. Cho nên là dù là các bạn tới từ những thành phố khác hay là những tỉnh khác thì mình cũng có thể yên tâm, dù là mình tới đây một mình thì cũng không có gì phải lo lắng hết mọi người ha. Thì đêm đến Bangkok các bạn sẽ nhận được những cái ưu đãi tốt nhất, cũng như là sự chăm sóc tận tình nhất từ các đội ngũ y tá cũng như là bác sĩ ở đây. Thì như mọi người thấy ha, thì cái câu hỏi mà rất nhiều bạn đặt ra là nâng ngực có đau không, thì mọi người thấy là khách hàng bây giờ là đang ngủ rất là say rồi, người ta gây mê hoàn toàn luôn cho mình không cảm thấy đau gì hết. Và cái vết sẹo dưới chân ngực các bạn thấy rất là nhỏ, cho nên là mình không phải lo lắng về vấn đề đau, cũng như là sau này cũng không phải lo về vấn đề để lại sẹo cho mình. Đó, các bạn chỉ cần yên tâm đến với Bangkok là đẹp trong khoảng chừng một buổi thôi là mình đã có được một cái kết quả rất là ưng ý rồi, mà trong rất là nhiều năm mình không thể cải thiện được. Đó thì đây là kết quả sau ca phẫu thuật nâng ngực của bác sĩ Quang vừa mới thực hiện xong. Nếu như các bạn transgender nào mà mình đang mong muốn cải thiện cái vòng một của mình, hay đang mong muốn trở nên bước đến gần hơn với cái ước mơ trở thành người phụ nữ thật sự của mình, thì các bạn có thể tìm hiểu về trung tâm thẩm mỹ Bangkok, có thể để lại câu hỏi ngay dưới phần livestream này ha, hoặc là nhắn tin riêng cho bác sĩ thông qua Zalo, Facebook, hoặc là đến trực tiếp với viện ở số 377 Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để được bác sĩ Quang tư vấn thăm khám trực tiếp hơn. Đó thì bây giờ cảm ơn các bạn rất là nhiều và đã theo dõi buổi livestream này nhé, và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi livestream tiếp theo ạ.